Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một miếng đất sát mấy cái khu mà toàn là biệt thự nhà vườn này nha quý anh chị. Anh chị thì thấy không? Cực kỳ đẹp ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị một miếng đất là thuộc xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý vị ha. Đối diện là toàn là vườn full vườn cây ăn trái quý vị ha. Cái này là sầu riêng, bơ, rồi cam quýt đây nha quý anh chị. Bên đây là nhà vườn ha. Đây là nhà vườn này. Mặt tiền đường nhựa thông nha quý anh chị. Thì miếng đất của mình là sát bên cái villa này luôn này. Từ đây ha. Từ cái vách tường này ngang qua là gần 20 mét nha quý anh chị. Sâu vô là hơn hơn 50 mét. Tổng diện tích mình là hơn 1.000 mét vuông quý anh chị ha. Đất đỏ ba gian cực kỳ tươi tốt luôn. Hiện tại đất mình đã rào bao quanh hết rồi nha quý anh chị. Và trong đất hiện tại đang trồng rau sạch. Đang trồng rau cho gia đình ăn quý anh chị ha. Đây. Đường là đường nhựa hai ô tô tránh nhau. Có hai cái cây đu đủ đực nha quý anh chị nha. Anh chị nào mà mua và sở hữu ngay hai cái cây đu đủ đực này nha quý anh chị. Đối diện mình là cũng nhà vườn. Ở đây là được cái là cái khí hậu mát mẻ, rồi đất đỏ ba gian thuận tiện cho cái việc mà anh chị nào mà thích làm nhà vườn rồi trồng cây ăn trái nha quý chị. Thì lúc trước cái miếng đất này rơi vào khoảng độ tầm 3 tỷ quý chị ha, nhưng mà nay cần tiền bán chỉ có 1 tỷ 6 thôi nha quý chị, 1 tỷ 6 nha. Đất mình là dung dứt cao ráo bằng phẳng nha quý anh chị. Nằm trong cái khu gọi là khu dân cư quý vị ha. Đây khu dân cư mà toàn là biệt thự nhà vườn không nha quý anh chị ha. Cái này là nguyên vườn sầu riêng luôn nha quý anh chị. Thì đất của mình cũng giống như đất bên đây thôi, đất đỏ ba gian quý vị ha. Thì anh chị trồng tất cả các loại trái cây được hết cho quý anh chị. Đây là cái quy hoạch của quý nhà ha, ngang 19,8 m nè, gần 20 m, sâu vô là 52,3 m ha, phía sau là 19,5 m nha quý anh chị. Nó thuộc xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách thị trấn Ngãi Giao khoảng độ tầm chưa tới 5 km nha quý anh chị. Tổng diện tích là 1.026 m², sử dụng riêng đất cây lâu năm. Đất mình là chủ bao lên thổ cư thoải mái, đã đăng ký là 300 thổ cư rồi quý nhà ha. Giờ chỉ có đóng tiền thôi nha quý anh chị. Đó. Đây là cái vị trí của mình nha quý anh chị, ngay chấm đỏ ha. Thì anh chị cũng có thể thấy là đây là cách cái quốc lộ 56 này là khoảng độ tầm chưa tới 1 km là tới quốc lộ 56 nha quý anh chị. Rồi cách cái đường mà Bình Ba Đá Bạc gọi là đường Phước Tân Hội Bài đó quý anh chị. Là khoảng độ tầm hơn 1 km là tới quý anh chị ha. Rồi cách cái khu dân cư Suối Nghệ nè, rồi khoảng độ tầm cây rưỡi số nha quý anh chị, cách cái khu công nghiệp Châu Đức Sona Dây Sona Dây ha, thì khoảng độ tầm 5 km thôi quý anh chị ha. Cách thị trấn Ngãi Giao khoảng độ tầm 5 km nha quý anh chị. Mình là nằm trong khu dân cư ha. Nói chung thì ở khu vực Châu Đức thì anh cũng biết rồi, dân cư nó cũng thưa thưa ha. Rồi anh chị nào mà thích cái vị trí này Bình Ba này thì liên hệ cho em nha. Từ vị trí này anh chị đi về thành phố Vũng Tàu ha, đi khoảng độ tầm 35 km nha quý anh chị. Rồi cách biển Phước Hải, biển Long Hải khoảng độ tầm 30 km quý anh chị ha. Khu dân cư nó vậy nè, như vậy không? Rồi em xin kết thúc video ở đây, chúc anh chị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.